Người ta hay bảo điều đáng tiếc nhất là khi bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, nhưng điều mà các bác sẽ tiếc nuối không kém đó chính là bỏ lỡ đi du lịch Sapa bằng tàu hỏa đó nha. Đây là một trải nghiệm vô cùng độc đáo luôn, cùng hai chiếc trải nghiệm xem có mơ em mê không nha các bác ơi. Thế bỏ. Đường lên Sapa cũng hơi hiểm trở nên tàu hỏa là phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong suốt cuộc hành trình nha. Và Victoria Express có tất cả 3 toa tàu, trong đó 2 toa là phòng nghỉ cho khách và 1 toa là nhà hàng nha. Mỗi phòng nghỉ đều được thiết kế sang trọng, mang đến không gian yên tĩnh tuyệt đối và có một cửa sổ siêu rộng với tầm nhìn tuyệt đẹp. Trước khi lên tàu thì các bạn sẽ được đến phòng chờ riêng tư để nghỉ ngơi. Toa thì có nhiều loại buồng, 2 giường và 4 giường, nhưng nhìn chung thì loại nào cũng đều vô cùng sang xịn mịn, cảm giác như đang trong một khách sạn ý các bác ạ. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và chỉn chu, cách dịch vụ đều 10 điểm luôn nha. Ở đây thì các bác còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống siêu ngon luôn. Trên đường đi thì mê lắm các bác ơi, ngồi trong tàu phóng tầm mắt ngắm nhìn những khung cảnh núi rừng hùng vĩ tuyệt đẹp ở hai bên đường. Wow. Nên các bác nhớ tranh thủ check in nhé. Giá vé khứ hồi cho trải nghiệm đi tàu hỏa này là hơn 3 củ một người nha. Hơi cao dường nhưng đổi lại chất lượng dịch vụ thì khỏi phải bàn, cũng đáng trải nghiệm một lần trong đời chứ các bác nhỉ.